Thưa quý vị, đạo trưởng Hồi giáo cực đoan Abu Qatada được đóng tiền thế chân tại ngoại, tin từ London. Ông đạo cực đoan Abu Qatada đã đóng tiền thế chân tại ngoại sau khi thắng lệnh dẫn độ qua Jordan tại tòa phá án. Theo phán quyết của tòa, ông Qatada sẽ bị quản thúc 16 tiếng đồng hồ tại nhà mỗi ngày. Phán quyết của tòa án là một sự thách thức đối với chính phủ từng tuyên bố ông Abu Qatada là một mối nguy hiểm cho an ninh Anh quốc. Tòa án đặc biệt đã bác bỏ quyết định của Bộ trưởng Nội vụ Theresa May, là người Jordan gốc Palestine. Ông Qatada đã bị một thẩm phán Tây Ban Nha diễn tả là cánh tay mặt của Osama Bin Laden ở Âu Châu. Ông Qatada đã bị chính quyền Anh bắt giữ và trả tự do nhiều lần nhưng không truy tố tội gì kể từ năm 2002. Jordan đã tuyên án khiếm diện ông Qatada tội xúi dục dân quân đánh bom trong năm 1999 và năm 2000. Phán quyết đối với ông Qatada đã mâu thuẫn với một quyết định trước trong tháng trước. Anh quốc đã dẫn độ ông Abu Hamza qua Hoa Kỳ sau khi ông đạo cực đoan này chống lại quyết định tại tòa án trong 8 năm.